Trao nhau hạnh phúc Tác giả Yến Quỳnh Thể loại tình cảm Chương 3 Ngày Chủ nhật nghỉ ở nhà có khách đến tìm huyên giao Thật bất ngờ Nếu việc Thư Hiên đến hôn với Hà Nghi có làm huyên giao ngạc nhiên Thì cũng không bằng việc cô trông thấy vị khách đang đứng trước mặt Hân Mỹ Phải tiểu thư Hân Mỹ Con gái rượu của bà Hân Huệ, giám đốc của huyên giao Ánh mắt tròn xoe của huyên giao nhìn hân mỹ không chấp. Hân mỹ chiếu cái nhìn thân thiện như đèn pha tặng lại cho huyên giao. Huyên giao rung tim. Tiểu thư hân mỹ, không yểu điệu thuộc nữ mà có cá tính mạnh của đấng nam nhi. Đầu tóc, phục sức của hân mỹ đều giống con trai. Hân mỹ mặc chiếc quần tây xanh, áo sơ mi trắng dài tay, ngoài khoác chiếc áo xám bó sát người. Trong hân mỹ giống như một nam diễn viên vậy khuyên giao suýt bật cười vì sự so sánh của mình hân mỹ đứng đó điềm nhiên bí ẩn không biết mục đích cuộc viếng thăm này là gì khuyên giao thắc mắc nhưng phải để hân mỹ lên tiếng khuyên giao chỉ làm tốt vai trò chủ nhà chào cô hân mỹ tìm tôi hả mời cô vào nhà hân mỹ trả y ri, giọng cà giật đến đây tìm cô chớ chẳng lẽ tìm ai hân mỹ theo huyên giao vào nhà huyên giao bỗng hỏi một câu thật thừa sao cô biết nhà tôi ở đây hân mỹ bật cười chị quên chị là gì của mẹ tôi sao lúc gọi huyên giao là chị lúc gọi là cô huyên giao nhột nhạt hân mỹ lại gián tiếp giới thiệu quyền uy giám đốc của bà hân huệ mẹ cô huyên giao đâu có quên cô là gì của bà hân huệ là họa sĩ thiết kế mẫu quảng cáo nhưng không phải cho riêng bà giám đốc đâu mà cho cả công ty quảng cáo bình minh hất đầu lên khuyên giao đáp một cách kiêu kỳ đâu có quên tôi vẫn luôn nhớ tôi là họa sĩ thiết kế của công ty hai người ngồi xuống ghế đối diện nhau Hân Mỹ bảo mẹ tôi vẫn nhắc đến cô mong là bà giám đốc không có chê bai gì tôi Hân Mỹ hỏi lại thế có điều gì đáng chê bai không khuyên giao trả lời rất tế nhị con người có ai toàn diện đâu cô hân mỹ tỏ ra cởi mở tôi cũng nhận định như cô nhưng mẹ tôi đâu có chịu khuyên giao tò mò hỏi bà giám đốc bảo sao mẹ tôi bắt tôi phải hoàn thiện về mọi mặt thì cô hãy làm vui lòng bà hân mỹ nhăn mặt tôi sống theo ý tôi quen rồi không thể làm theo ai cả dù cho người đó là mẹ mình cũng nghe theo ư. khuyên Giao rất mong có mẹ để nghe mẹ chỉ bảo, làm theo những việc bà yêu cầu. Thế mà chẳng được. Thói thường ở đời là vậy. Một cô gái được nuông chiều, thích làm điêu trái khoáy để chứng tỏ bản lĩnh của mình chứ chẳng chịu nghe ai. Nhưng thôi, đó là chuyện của tiểu thư Hân Mỹ. Việc Huyên Giao cần biết là Hân Mỹ đến đây làm gì. Cô bật hỏi, bà giám đốc bảo cô đến đây hả? Hân Mỹ chết môi. Việc tôi đến đây chẳng liên quan gì đến mẹ tôi. Chẳng phải việc của công ty. Thấy Hân Mỹ tìm huyên giao có mục đích gì? Cô không sao hiểu nổi chỉ đưa mắt nhìn Hân Mỹ. Thấy vẻ thắc mắc động trên mặt huyên giao, Hân Mỹ giải thích ngay. Đọc trang hồ sơ của mẹ, tôi thấy địa chỉ của cô nên tôi tìm đến đây chơi. Đến đây chơi Khuyên Giao nhìn Hân Mỹ đề cao cảnh giác Có phải Hân Mỹ thích Khuyên Giao? Người ta bảo những người thích người cùng giới là tê đấy Hãy coi chừng Khuyên Giao bất chợt hỏi Cô ít có bạn lắm sao? Tôi mới về nước chẳng có bạn bè đâu cả Lâu nay bà Hân Huệ lo cho Hân Mỹ đi học ở Úc Chẳng biết cô học hành thế nào mới về nước mấy tháng nay Hân Mỹ nói như than phiền. Việc gì mẹ tôi cũng bắt làm theo ý bà ngay cả việc học hành cũng ép buộc. Tôi đâu có làm theo những điều ép buộc. Thế mới là Hân Mỹ có cá tính sôi động, mạnh mẽ chứ. Khuyên giao buông câu nhận xét thật thà. Cha mẹ ép buộc cũng là mong cho con cái điều tốt thôi. Hán Mỹ nhăn mặt như bị ai đổ nước ướt đầu. Cô chưa bị nên nói thế, Suốt ngày cứ bị bắt buộc làm theo điều này điều nọ của mấy đấng tề trên thì khốn khổ vô cùng. Chẳng lẽ Hân Mỹ đến đây để than phiền với cô về bà mẹ hay ép buộc của cô? Hân Mỹ tiếp tục, không làm theo thì bị ca cẩm mãi. Không hiểu sao mẹ tôi bận việc công ty mà vẫn có thời gian phàn nàn tôi. Khuyên Giao Miễn cười xúi dục, muốn không bị phàn nàn thì cô tránh gặp bà giám đốc. Có lẽ phải làm như vậy. Hân Mỹ trả một ời rồi kể lễ thêm. Tôi thế này mà mẹ tôi bắt phải học nữ công gia chánh. Huyền giao mau miệng. Bà chủ muốn cô trở thành một người phụ nữ đảm đang. Hân Mỹ xua tay lắc đầu. Tôi không cần chức danh đó. Học nấu ăn cũng tốt chứ cô. Tốt với ai chứ tôi thì không. Huyền giao miễn cười. Cô thì không cần, vì lúc nào cũng có người nấu ăn sẵn. Hân Mỹ phân bua. Tại tôi không thích học mấy thứ rắc rối đó, trái lại, tôi thấy học nấu ăn rất hay, nó là cả một nghệ thuật. Mắt Hân Mỹ sáng lên. Hay là cô đi học thế tôi đi? Lạ chưa, khi không bảo Huyên Giao đi học thế. Tôi học thế cô thì có ích gì? Có chứ. Tôi không có thời gian đâu. Học buổi tối mà. Hân Mỹ thuyết phục tôi ghi danh cho cô nhé tôi đóng tiền học phí đầy đủ huyên giao thoái thác bà giám đốc biết không được đâu mẹ tôi biết thì sao cô vẫn có quyền đi học nấu ăn chứ tôi sẽ đi học với cô nữa có trời mới hiểu vì sao hân mỹ rủ huyên giao đi học nấu ăn huyên giao khẽ bảo để tôi tính lại hân mỹ nói nhanh chẳng tính gì cả Đồng ý nhé. Tối mai tôi đến đi với cô. Lại ép buộc, huyên giao muốn nổi. Giận. Cô không thích bị ép buộc, sao lại ép buộc tôi? Hân Mỹ lý giải thật gọn. Tôi biết cô rất thích học nấu ăn mà. Làm như đi quốc trong bụng huyên giao vậy. Thích học nhưng hãy xem huyên giao có chịu đi học không? Hân Mỹ nói thêm mẹ tôi bảo có người muốn học mà không có điều kiện còn tôi sung sướng quá đúng quá rồi chẳng lẽ hân mỹ biết huyên giao không có điều kiện mà giúp cô lòng tốt của cô tiểu thư có tính khí mạnh mẽ này thật khó hiểu thật ra hân mỹ cần học nấu ăn hơn huyên giao biết nấu ăn để có chút gì nữ tính chứ hết giờ dạy bé trâm oanh huyên giao ra về lại gặp thư hiên trước sân nhà anh giữ cô lại hỏi han Bé Trâm Anh học hành thế nào rồi cô? Cũng khá tốt. Môn vẽ nó có tiến bộ. Thư Hiên Thành thật bảo. Nhờ cô quan tâm, bảo ban việc học của nó, tôi rất yên tâm. Rồi anh chàng thân tình. Tôi bận quá, chẳng lo gì được cho con bé. Chẳng hiểu sao Huyên Giao lại phát biểu ngon lành. Anh bận đến hôn phải không? Đang cởi mở nét mặt Thư Hiên chợt cau lại đó là chuyện riêng của tôi, cô không hiểu gì đâu. Thấy vẻ khó chịu của Thư Hiên, Huyên Giao cũng khó chịu theo. Cô vên mặt lên. Tất nhiên chuyện của anh, tôi chẳng hiểu và cũng chẳng tìm hiểu làm gì. Thư Hiên bỗng phán lệnh. Cô không nên nói cho bé Trâm Anh biết điều gì. Vô duyên. Ai nói làm gì điều bí ẩn riêng tư thầm kín, dấu dếm của ông giám đốc gốm sứ. Ngay cả dì thân quản gia nhà này chắc cũng không biết chuyện đính hôn của anh. Anh còn là đối tượng cho bà Hân Huệ nhắm tới nữa kìa. Bỗng dưng huyên giao đặt câu hỏi thăm dò. Anh có biết con gái của bà Hân Huệ không? Con gái bà giám đốc cô, tôi biết làm gì. Nghe nói bà ấy chấm anh mà. Hôm nọ anh Khả Văn cũng bảo thế. Thư Hiên cao giọng phàn nàn tôi không biết người ta lượng tin này từ đâu huyên giao thản nhiên từ bà hân huệ chứ đâu bà ấy làm cho tôi phát cùng đây này chính tôi cũng nghe bà ấy nói thế thư hiên bơi bơi bàn tay trong không khí xin cô đừng nghe những gì về tôi cả bộ thư hiên tưởng huyên giao thích nghe thích quan tâm về anh lắm hay sao còn lâu huyên giao cao giọng đốt chắc lại không muốn nghe nhưng người ta vẫn cứ nói cho tôi nghe đấy. rồi cô lại hạ câu bình phẩm. có lẽ bà hân huệ chưa biết anh đã đính hôn rồi. mặt thư hiên nhăn nhó như bị đau răng. tôi xin cô đừng nhắc chuyện đó nữa. khuyên giao đầy vẻ ngạc nhiên. cô bồ sao thế? chính anh và chị hà nghi mời tôi nâng ly chúc mừng mà. Thư Hiên buông một câu đậm chất triết lý, ở đời có những chuyện mình không thể nào giải thích được đâu. Giọng Huyên giao nhẹ tên. Tôi đâu có tò mò bảo anh giải thích chuyện của anh. Có điều, điều gì? Tôi nghĩ anh nên giải thích cho bà Hân Huệ để bà ấy cứ hy vọng. Thư Hiên chiếu tiên nhìn như đèn pha vào mặt Huyên Giao và hạch hỏi. Cô đã nói gì với bà giám đốc của cô? Huyên Giao cáo kỉnh, anh nghĩ tôi nói gì à? tôi đâu xen vào chuyện riêng của anh. Thư Hiên nhẹ giọng. Thế thì tốt. Rồi anh giải thích. Bà giám đốc của cô là chỗ thân quen với tôi. Ai mà chẳng biết điều đó. Đột nhiên Thư Hiên buộc miệng hỏi. Cô có biết con gái của bà Hân Huệ không? Biết. Đó là một cô gái. Tôi đâu có bảo là một chàng trai. Huyên Giao muốn bật cười cũng có thể là một chàng trai ai thoạt đầu mới nhìn tóc quần áo của hân mỹ đều nghĩ thế nhưng nhìn kỹ thì cũng không hẳn là đấng nam nhi bỗng dưng hân mỹ xuyên đi học nấu ăn buổi tối hân mỹ đích thân đến chở huyên giao đi cùng huyên giao cũng tò mò cứ đi cho biết hân mỹ bảo mẹ tôi cứ bảo tôi giải trí tiêu khiển mấy cái trò của con trai tôi sẽ sang trò chơi khác xem thế nào tóm lại hân mỹ không tích cực học mà chỉ muốn có một trò chơi mới thế mà bà hân huệ vẫn hí hững khoe hân mỹ chịu đi học nấu ăn rồi một dấu hiệu đáng mừng đó cô nó chẳng chịu làm gì cho ra hồn khuyên giao mỉm cười bà đừng lo gì cả cô ấy thích học thích làm rồi thì sẽ tích cực đấy mong là như vậy và điều bà Hân Huệ mong nhiều hơn nữa là có một gã đàn ông cưới Hân Mỹ để con gái bà hết đi chơi long nhong mà có trách nhiệm với mái gia đình. Sao bà không chọn ai mà chấm thư hiên nhỉ? Nhưng đâu phải người phụ nữ chủ động chọn là được.